Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật cam sành. Trên màn hình đây là cây cam sành cây 6 đang trong cái thời điểm ra bông, tức là ra bông là cây thứ 7. Thì đối với cái vườn này thì đang trong cái thời điểm là tiến hành là kích mầm để kích thích cho cây nó ra bông. Thì hiện tại cái quá trình ra bông của nó đã diễn ra tương đối là gọn và đồng loạt rồi. Sau khi mà tất cả các cây nó lên mầm thì sẽ áp dụng cái biện pháp phun phá lá rồi kích bông, rồi chúng ta đi dưỡng, biện pháp rửa rễ giải độc. Đi dinh dưỡng đầy đủ thì cái quá trình bật bông của nó sẽ ra được mạnh thôi. Đối với cây cam sành của mình á, hoặc cây trái nào cũng vậy, thì khi mà các bạn tiến hành phục hồi cái cây sau khi tiến hành xử lý ra hoa đó, xử lý làm bông, cái cây nó tỉnh lại, những cái chất độc ở trong cây nó được giải ra thì cái quá trình bật bông của nó sẽ diễn ra đồng loạt thôi. Thì về nguyên tắc cây nào cũng vậy, thí dụ cây sòi, cây cam chanh quýt bưởi, sầu riêng hoặc những cây trái khác thì cây nào cũng vậy, nếu như mà các bạn áp dụng cái biện pháp làm bông á, thì chúng ta đưa vô cây những cái chất ức chế này kia hoặc những cái chất tạo mầm thì nó sẽ tích tỷ một phần chất độc trong cây hoặc là trong đất. Nếu như mà các bạn tiến hành phân giải phân hủy nó ra hết thì cái quá trình bật bông của nó sẽ ra gỗ là đồng loạt. Là thí dụ những cái cây này nè, các bạn có thể quan sát thấy đây, thì sau khi tiến hành giải độc thì tất cả các cây nó đang trong tình trạng xanh đen như thế này. Đây là những cái cây nó đang trong tình trạng tương đối là xanh. Cái bộ lá nè, các bạn có thể thấy nè, xanh dày cứng luôn. Thì hiện tại là cái quá trình bật bông của nó đã diễn ra tương đối là gọn rồi. Đây là những cái bông mà nó đang trong cái thời điểm là tiến hành là nhú mầm. Và đối với những cái bông này khoảng cỡ vài ngày nữa thì cái quá trình sổ nhị nó sẽ diễn ra rất là gọn. Cái quá trình bật mầm là tương đối là đều các bạn. Trong cái thời điểm phun phá lá nó, cái tỷ lệ rụng lá khoảng 30% và nó không ảnh hưởng tới cái chà nhỏ trong cái quá trình là tiến hành là chúng ta phun xịt. Đối với cái điểm bông như thế này hoặc cái thời điểm mà các bạn lấy đọt trong cái thời gian này, cái vấn đề sâu dưới bùa nó rất là nhiều, cho nên là các bạn cần phải tiến hành là chúng ta phun định kỳ để quản lý tốt cái vấn đề sâu dưới bùa. Sâu dưới bùa thì nó tấn công từ khi mà cái đọt nó còn búp búp thì nó đã tấn công rồi, cho nên cái vấn đề phòng và ngừa thì các bạn phải thực hiện từ sớm để cho cái quá trình quản lý nó sẽ diễn ra hiệu quả, cái lá của mình nó không bị sâu dưới bộ tấn công. Ví dụ như cái vườn này nè, mình tư vấn cho vườn áp dụng cái biện pháp là phòng ngừa từ sớm, khi những cái đọt, những cái bông nó búp búp thì chúng ta đã áp dụng cái biện pháp là xử lý rồi đó, thì cái lá của mình nó không bị sâu dưới bộ đánh, thì về sau cái nó sẽ đẹp, nó sổ nhị tốt, nó không ảnh hưởng tới cái quá trình mà sổ nhị hoặc là đậu trái. Để khi mà sâu dưới bùa nó tấn công á, thì cái cây của mình nó rất là dễ bị ghẻ và cái quá trình đậu trái nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Những cái này nó đã sổ nhị rồi nè các bạn. Ở trong một cây hoặc tất cả các cây trong vườn lúc nào cũng vậy, nó phải có sổ nhị trước, sổ nhị sau thôi, chứ nó không thể nào mà sổ nhị cùng một lúc chứ. Tùy theo lực cái lịch cây hoặc là cái mầm, những cái nhánh nào mà chúng ta phun nó gục lá trước trong cái thời điểm làm bông á, thì nó sẽ tiến hành bật bông trước thôi. Còn đa phần những cái búp nhỏ nhỏ nè là những cái nhánh mà chúng ta tiến hành kích sau đó. Ví dụ như cái đợt này nè, đợt này là đợt gọn nhất mà chúng ta tiến hành kích sau á, thì nó ra sao. Trong thời điểm này thì cái vấn đề mà tiến hành là phòng bệnh ghẻ nó rất là quan trọng. Đó, ví dụ như cái này nè, các bạn thấy là nó sổ nhị rồi nè. Đó, ghẻ lá, ghẻ bông. Thì chúng ta phải phun định kỳ, sử dụng những gốc thuốc mát phù hợp cho cái bông. Những cái bông này là tỷ lệ bông chùm các bạn, tức là từ một cái bông bự nó ra những cái bông nhỏ xung quanh như thế này nè. Đó, thì về sau nó lớn như vậy nè thì nó ra tỷ lệ bông chùm rất là cao. Đây, những cái bông này nó đã sổ nhị rồi. Cái bông này các bạn thấy, cái này nó bị bệnh tháng thư tấn công nè, cái bông này nó đã bị hư rồi nè. Đó, cho nên cái vấn đề phòng ngừa sâu bệnh đó thì cái bông này rất quan trọng, thì chúng ta sẽ quản lý cho cái bông nó sạch bệnh. Và đặc biệt trong thời điểm bông như thế này là bò chỉ nó rất là nhiều các bạn quan sát kỹ đây, những con bò chỉ nó bò trên bông nè. Nó nhỏ nhỏ đen đen đó, nó bò đó. Đó là những con bò chỉ đó. Thì trong thời điểm bông thì nó sẽ đánh, nó làm ảnh hưởng tới cái bông của mực một phần, cho nên là ngừa sâu gầy bò chỉ ghẻ rất là quan trọng. Đây, ví dụ như cái nhóm này nè, tỷ lệ bông chùm nó rất là nhiều. Thì hiện tại những cái bông này nó còn nhỏ đó, nhưng vì sao khoảng cỡ một tuần nữa thôi, những cái bông nó lớn lên thì nó sẽ rất là gọn. Đối với cái vườn này là áp dụng cái biện pháp là phun xịt lan các bạn, xả nước vào xịt rồi sau đó là tiến hành là rút nước ra.
đối với cái vấn đề phun xịt lan hoặc đại hoàng phủ, cái số cử nó không quyết định nhất thiết bao nhiêu cử đâu các bạn. Tức là chúng ta khó có thể quyết định trước ở thời điểm đầu khi mà bắt đầu tiến hành xử lý, không có thể quy định là mấy cử được. Nó sẽ phụ thuộc vào cái tình trạng lên mầm. Ví dụ cái cây mà khi mà các bạn tiến hành phun xịt nó lên mầm tốt, không có dính mưa này kia, thì cái số cử chúng ta sẽ giảm lại. Tức là nó phụ thuộc vào cái quá trình lên mầm thôi. Thí dụ lên mầm rồi thì chúng ta đâu có cần phun thêm nữa gì đâu, thì nó chỉ tốn thuốc thôi và nó ảnh hưởng tới cái mầm thôi, nó xuống cây nữa. Cho nên là phun thấy biểu hiện nó vừa đạt rồi thì chúng ta sẽ ngưng thôi. Cho nên là khi mà làm bông nó phụ thuộc vào cái vấn đề thời tiết rất là nhiều. Thí dụ trong cái quá trình phun xịt nhầm vườn, thời tiết ủng hộ, phun lần nào cũng ngay nắng vậy, cũng bị mưa, thì cái số cử của chúng ta xịt nó sẽ ít, không có nhiều. Còn những cái vườn là mới phun rồi 2-3 tiếng cái gặp mưa, bị ngập nước này kia, thì cái số cử phun xịt là chúng ta phải tăng lên. Tức là cái theo mình đánh giá là cái tỷ lệ mầm nó phụ thuộc vào cái lượng thuốc các bạn đưa vào. Thí dụ như những cái vườn mà chúng ta phun xịt ít cử thì cái quá trình lên mầm nó chưa đều, do cái lượng thuốc mà các bạn đưa vào nó chưa đều. Những vườn chúng ta phun nhiều cử thì cái lượng mầm nó lên nhiều, thì cái quá trình ra bông nó nhiều. Cái đó là đối với cái biện pháp mà chúng ta sử dụng một loại thuốc nha, chứ sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau thì nó khác nhau, và cái lượng thuốc nó khác nhau thì khác nhau. Ví dụ mình nói chung một loại thuốc hết trơn mà vườn phun 6 cử với vườn phun 8 cử thì vườn phun 8 cử thì nó sẽ tỷ lệ bông nó sẽ đạt hơn. Nó còn thuốc khác nhau thì nó khác nhau nữa. Cho nên là trong cái vấn đề này mình muốn nói với các bạn á, là cái vấn đề phun thuốc làm bông á, theo mình đánh giá thì các bạn nên phun phủ toàn bộ cây cho nó ướt đẫm, vừa ướt chứ không phải là ướt nhiễu bịch xuống đất, vừa ướt đẫm toàn bộ cây thì cái quá trình lên mầm của cây nó sẽ diễn ra đều hơn. Lúc đó tất cả những cái lá, những cái cành nó sẽ được tiếp xúc đầy đủ những cái chất thuốc, rồi sau đó nó sẽ hấp thu vào ở trong cây, nó chuyển hóa thì cái quá trình lên mầm nó sẽ diễn ra đều đó. Còn đối với cái biện pháp làm bông á, mà các bạn tiến hành phun nó chỉ dính được cái chép trên hoặc cái lượng quá sương quá mịn thì cái lượng thuốc đôi khi nó tiếp xúc không có đầy đủ, thì lúc đó cái quá trình lên mầm nó diễn ra cũng không có được tốt nữa. Thì khi các bạn làm đi tiếp xúc thì các bạn sẽ gặp trường hợp đó thôi. Cho nên là trong quá trình phun làm bông á, thì chúng ta cần cân nhắc kỹ cái biện pháp mà tiến hành phun, đặc biệt là như những cái cành nhỏ như thế này nè. Nếu như các bạn phun làm sao mà những cái cành trên nó chỉ tiếp xúc được mà những cành nhỏ dưới nó không có tiếp xúc được thuốc á, thì cái quá trình lên mầm của nó diễn ra cũng không được tốt nữa, nó ra không có đều. Cái đó là chính xác. Nếu không ấy thì các bạn cứ thử đi, một cây các bạn phun nửa bên cây thôi, còn nửa bên cây kia đừng có phun coi nó có ra đều không. Tại vì trong cái thuốc làm bông á, đôi khi những cái chất nó không phải là nó lưu dẫn toàn bộ cây, không phải là nó hút lên cành này mà nó di chuyển qua cành kia đâu các bạn, mà nó còn bị cố định, hoặc trong quá trình lưu dẫn á, cái thuốc nó bị mất đi trong theo thời gian nữa, nó bị cây phân hủy hoặc nhiệt độ môi trường đó. Cho nên là tốt nhất là cho cái suốt cái thuốc nó tiếp xúc với toàn bộ cái diện tích lá từ trên xuống tới dưới luôn, cho nên là phun phủ là quan trọng nhất. Những cái này là các bạn có thể thấy ha, đó, những cành trên nó ra mà những cành dưới nó ra. Thì đối với cái vườn này thì mình tư vấn cho vườn biện pháp là phun phủ á, tức là sau phun thì mình kiểm tra lại cái tình trạng ướt có đều hay không. Nếu với biện pháp phun tự động á, không đều là coi sao mình phải tăng thuốc á, để nó không có đạt yêu cầu. Cho nên là bắt buộc nhà vườn phải phun đều. Không đều thì mình tăng thuốc thì cái chi phí nó tốn hơn thôi. Đó, cho nên là bắt buộc phải gà làm sao cho nó đều đó. À, những cái cây này nè, nó đang trong tình trạng rất là xanh đen nè, nó đã đang bóng như thế này rồi. Đó, khi mà cái lá nó xanh đen như thế này thì cái cây của mình nó ra bông mập, thì nó sổ nhị thì nó nhanh đậu trái thôi, cái trái nó nhanh chạy ra, chạy trái. Những vị trí phía trên nó ra, những vị trí phía dưới thì nó cũng ra bình thường. Những cái này là các bạn có thể thấy nha, tỷ lệ bông chùm nè. Đó, trong một nhánh nó ra nguyên một chùm, nó tụt xuống tới dưới, nó tương đối là đều. Một ví dụ cụ thể nữa nè, bây giờ ví dụ như cái biện pháp mà cho các bạn phun tiến hành phun phá lá đi. Bây giờ phun phá lá, phun phủ lên cái nhánh này mà nhánh bên đây không có phun, coi nhánh nào nó rớt. Tức là nhánh này nó chỉ rớt, tức là thuốc tiếp xúc nhánh nào thì nó rớt nhánh đó, chứ không phải là nó lưu phun bên đây mà nó lưu dẫn qua bên đây thôi. Cho nên là trong một số phần bông nó bị cái tình trạng đó, cho nên là lưu ý thôi. Thì cái đó mình
trao đổi thôi, thì các bạn có thể suy luận đánh giá, chứ không phải là nhất thiết, không phải là chính xác 100%, tất cả đều là tương đối. Này, những cái này tỷ lệ ra bông chùm rất là ổn nè. Đối với quy trình phun của mình, cái lá nó sẽ rất là xanh dày các bạn. Ở thời điểm này lá nó cũng còn rất là giòn nè. Bóp cái lá rất là giòn nè, cái lá ra bông cũng rất là giòn nè. Cái cây này về sau mà chúng ta để trái những cái chài phía dưới đây là đã đủ rồi. Ở trên đây thì chúng ta lại bỏ hết để cho cái quá trình nuôi cây nó diễn ra được tốt. Ví dụ thêm một cái điển hình đó, tức là trong cái cây nhãn di đo hoặc là cây nhãn nào cũng vậy, thì đối với hiện tại cái quá trình mà tiến hành xử lý ra qua trên nhãn đó, người ta áp dụng bằng cái biện pháp mà các bạn tưới thuốc vào trong đất để kích thích cho cái quá trình hình thành mầm và ra bông của nó. Ví dụ như cái cây này đi đó, đối với cây nhãn thì nó nhiều nhánh bự khác nhau. Hiện tại là chúng ta áp dụng một cái phương pháp mới nhằm nhà vườn thôi nha, tức là kỹ thuật cao chúng ta mới áp dụng được, là chúng ta chỉ tưới nửa bên cây thôi, còn nửa bên cây kia không tưới. Tức là một vườn nhãn của bạn có thể cho trái được quanh năm đó, tức là thời điểm này chúng ta xử lý nửa cây thôi, cho cây nó mang trái nửa cây là nửa, cái bắt đầu thu hoạch xong cái mình tiến hành xử lý nửa cây bên kia liền. Là đối với cái biện pháp là chúng ta tiến hành là tưới thuốc nửa bên cây á, tức là cái cây này chia ra làm hai, tưới nước, tưới thuốc nửa dùng rễ bên đây thôi, nửa dùng rễ bên đây không ấy, là về sau nửa thân cây bên đây nó ra, tức là cái rễ nó bị chi phối bởi cái mạch đó, cái mạch nó dẫn lên đó. Trong quá trình tiêm thuốc cây cũng vậy các bạn, tiêm thuốc là ta sẽ bắt mạch cây, bên mình thì bắt mạch dựa vào cái mạch rồi chúng ta tiêm vô, thì có quá trình hút của nó diễn ra mới im đó. Một ví dụ thứ hai là trên cây hành long, cái biện pháp xông đèn để xử lý ra qua, chỉ xử một cái cây đôi khi người ta chia ra làm bốn phần, bốn mặt khác nhau, chúng ta xông hai mặt, xông một mặt hoặc là xông ba mặt chừa một mặt, hoặc là xông nửa mặt chừa nửa mặt, thì cái quá trình ra qua nó sẽ diễn ra, tức là khi xông đèn cây hành long, mặt nào nó tiếp xúc với ánh sáng thì mặt nó sẽ ra qua, mặt kia không tiếp xúc thì nó sống không ra qua, do cái quá trình tích lũy những cái chất mà có trong ánh sáng B60, B730 gì đó, những cái chất theo thuật ngữ khoa học mà chúng ta gọi đó. Tức là cái ví dụ này củng cố thêm cái vấn đề là những cái chất mà các bạn xử lý, nếu bản chất của cái cây trồng nó tiếp xúc được thì cái quá trình hình thành mầm nó mới diễn ra, còn nếu tiếp xúc không được hoặc tiếp xúc thiếu thì cái quá trình hình thành mầm nó không diễn ra. Cho nên trong cái quá trình phun thuốc thì các bạn cần lưu ý, chúng ta phải phun phủ toàn bộ cây bất kể mọi giai đoạn đó. Đó là một số ví dụ điển hình đó, mà ít ra ít người hoặc không có người chỉ ra cho các bạn đâu. Đó là những kinh nghiệm thực tế ha. Mà hiện tại cái quá trình bật bông nó diễn ra, các bạn thấy nè, những cái mầm này rất là gộ nè. Cái này mà đợi thêm khoảng có một tuần nữa thôi, cái bông nó bự rồi, chúng ta thấy nó rất là đạt. Đối với cái vấn đề xử lý qua trên nhãn đã có nhà vườn áp dụng rồi, và cái biện pháp đó là tương đối là hiệu quả, tức là có thể cho trái rải vụ quanh năm, xử lý nửa cây chừa nửa cây. Ví dụ các bạn có cây nhãn nào đi, chúng ta cứ xử lý như vậy. Đối với biện pháp tưới thuốc nha, còn phanh gốc là phanh khắc thân là nó không có tỷ lệ ra bông, nó không có đạt đâu nếu sử dụng theo cái phương pháp nửa cây như mình nói á. Nè, cái cành này nè, các bạn thấy nè, từ trên đây nè, nó tuột xuống tới dưới đây nè. Cho nên là trong cái khâu làm bông là khâu quan trọng nhất. Cho nên ví dụ chiều cực đi, hoặc là khi các bạn chọn phương án, đưa ra 1, 2, 3, 4 phương án, coi phương án nào nó bị rủi ro nhiều nhất thì đừng có chọn. Còn lại những phương án kia thì chúng ta cố gắng chọn cho ít bị rủi ro. Hoặc là khi làm các bạn muốn thay đổi kỹ thuật thì chúng ta cũng nên tính toán kỹ những kỹ thuật nào mà quá mới, thì khi mà áp dụng những cái nào nó yếu tố nào nó quyết định tới thành công. Chứ để không phải là thí dụ cái vườn này mà làm như vậy nó thành công, nó im, mà cái vườn các bạn làm như vậy mà nó thành công đâu. Nó phụ thuộc rất là nhiều. Thí dụ như cái bài thuốc làm bông như thế này nè, không phải là một bài thuốc mà nó đúng cho tất cả các vườn đâu. Nếu như vậy thì cái quy trình làm bông ai làm cũng được rồi.
mà nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái tình trạng vườn và cái kỹ thuật của người quan sát, và phụ thuộc rất là nhiều vào thời tiết. Và để chúng ta thay đổi ra những cái thuốc khác nhau ở mỗi cử, chứ không thể mà năm nay các bạn áp dụng cái lượng thuốc với bao nhiêu đó cho cái cây, năm sau phun lại y chang mà nó ra y chang đâu. Trong thời điểm này sâu gầy bệnh phun định kỳ các bạn, để cho cái bông nó sáng nó sạch. Là những cái cành nhánh mà nó không có bị rụng lá mà nó ra như thế này nè, đặc biệt là những cái cành mà lá lớn như vậy nè, tỷ lệ đậu nó cao và cái trái nó lớn rất là nhanh. Này là bông chùm ha. Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn. Chúc các bạn công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.